Các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Snip 150-2.9 lột xác nhẹ nhàng với những hiệu lớn để gia tăng cái bằng hiệu năng. Những cái chiếc Snip 150-2.9 khi xuất xưởng, nhà sản xuất đã trang bị những món đồ chơi cần thiết cho người dùng nhằm đem lại cái tốc độ tốt hơn, độ bền cũng như đảm bảo được cái sự ổn định khi vận hành. Thế nhưng những tay chơi đam mê độ chế thì thích tùy biến theo một cách riêng của mình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn riêng cho từng cá nhân. Trang bị cho mình phản ứng kiểu Rainbow AZ19 để kiểm soát hành trình phanh trước của chiếc xe được êm ái nhẹ nhàng hơn, đi cùng với những hiệu năng phụ như tăng đưa tay thắng, chống gãy và canh dầu nhanh hơn, với vị trí ốc xả gió được bắt trực tiếp trên cụm. Ở bản độ này, người chủ không dùng trên mình bình dầu rời mà dùng cái đoạn ống dầu nhỏ để chứa dầu, giúp cho phần ghi đông nhẹ nhàng gọn gàng hơn. Ở bên trái tay lái, tiếp em ta còn thấy thêm cho mình cái cụm công tắc domino và cụm tăng tốc để cút ngắn hành trình trên chiếc xe để bay nhanh hơn. Hãy dùng cho mình dầu hair, món đồ chơi bấm ngắt dầu vô cùng đơn giản gọn gàng. Trang chính dùng cho mình mâm rice bowl 8 cây thay thế cho cái mâm nguyên bản. Tuy nhiên do cái phần đĩa thắng quá lớn nên buộc lòng người chủ phải đặt làm thêm cái phần lòng đĩa là khá to. Vị trí cái giảm sóc sau của xe lựa chọn hiệu One S bình dầu rời là quá hợp lý, bởi nhìn chung thị trường này hầu như chưa có một dòng sản phẩm thuộc nào chuẩn sai với mức cá thành ổn định như là One S cả. Và giá của Snip 150-2.9 hiện nay là trên 60 triệu đồng. Xe được phân phối từ các hàng bán xe tư nhân, giá lên xuống còn tùy thuộc màu sắc của xe. Và giá này chỉ chưa bao gồm thuế ra biển số theo từng khu vực miền. Super Cup nâng cấp phong cách nổi loạn đầy chất chơi của Baker Thái. Các chiếc Super Cup nói tới đây thôi là chúng ta biết mẫu xe này được ưa chuộng ở Thái Lan và cả Việt Nam, thường được gọi là Honda Re110. Được một nhóm đậu xe bên người Thái tân trang lại phong cách nổi bật, mang đậm phong cách racing cho cái nhìn hoàn toàn mới về mẫu xe mang thay vì nguyên bản cho cái nhìn lịch lãm và cổ điển. Phá cách không ngừng, dàn áo được loại bỏ một số chi tiết nhằm tăng thêm cái tính thể thao đậm chất racing, thay thế bằng những móc ốp tình đồ chơi độc kiển như trang bị cộng thắng của bình dầu là Rainbow. Trang chân nhẹ nhàng tạo ra cái sự ấn tượng nó bật với một bánh căm điện nhôm Yoko. Ngoài ra ta còn thấy cặp vỏ của Michelin Zip Pro tăng thêm khả năng bám đường cho chiếc xe. Cái giảm sốc sau là chính hãng mang thương hiệu của YS, vô độ sản xuất tại Đức Thái, ra thứ âm thanh tê tái quy lực mạnh mẽ so với phần nguyên bản. Khó động cơ cũng được cải thiện thêm cái sức mạnh được tăng cường hơn với cái bình xăng của Kenhin ga kịp. Một phong cách đầy nổi bật, đúng chất chơi bình thái. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.